Mình là Sơn Đủ và video ngày hôm nay là một video vô cùng đặc biệt bởi vì nó được đăng vào đúng ngày sinh nhật của mình các bạn ạ. 22 tháng 1 chính là sinh nhật của mình. Và để trả lời luôn cho các bạn nào mà đang có câu hỏi này bật ra trong đầu á thì năm nay mình tròn 30 tuổi. Vâng. Mình đã chính thức bước vào cái độ tuổi mà các cụ có thể gọi là U40 rồi. Vâng, nghe U40 nghe nó rất là già đúng không? Nhưng mà nói đúng tuổi là 30 ra thì cũng không hề trẻ là mấy. Vâng, có thể sẽ có một số bạn là rất là ngạc nhiên vì không thể tin được là một cái ông 30 tuổi, ông chú già 30 tuổi như này mà vẫn làm những cái nội dung mà vẫn xem những cái thứ mà như kiểu là trẻ con mới xem ấy. Ừ đúng rồi đó, vấn đề gì không? Tuổi vật lý của tôi là 30 nhưng mà tâm hồn của tôi thì vẫn luôn luôn là một thằng thanh niên trai tráng tầm mới có ra trường đại học thôi nha. Tôi vẫn muốn xem những thứ thú vị ở trên đời này, được chưa? Nói chung là hơi lan man tí nhưng mà đầu tiên là mình phải gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bản thân mình. Và đây là cũng là cơ hội để cho những bạn nào mà tự nhận mình là fan cứng của Sơn Đủ thì bình luận bên dưới chúc mừng sinh nhật mình như thế nào. Đấy, chính thức mở cửa cho các bạn chúc mừng sinh nhật mình nhá. Đấy. Vâng. Đoạn vừa rồi là mình đang giả vờ như là lời chúc của các bạn đang truyền tới mình đấy và mình sướng quá nên mình rên ở thì các bạn cứ bình luận chúc mừng sinh nhật mình ở phần bình luận đi. Sau khi đăng video này lên thì mình sẽ ngồi đọc hết các cái bình luận của các bạn và thả tim rồi trả lời luôn nhá. Đấy, chỉ một đêm duy nhất thôi nhá. Hơi lan man quá rồi thì vấn đề chính của ngày hôm nay thì cũng hơi liên quan một xíu đến cái chuyện là hôm nay sinh nhật mình. Thì đến bây giờ là mình đã là 30 tuổi thì cũng đã là một cái độ tuổi cũng thật sự là đã không còn là quá trẻ. Và thành ra là cứ mỗi khi nào mà đến sinh nhật ấy là mình hay có cái kiểu xu hướng là hay nghĩ về là ở hồi xưa cái thời còn trẻ là mình đã từng như thế nào để mà hình thành nên mình cái con người bây giờ. Rồi không biết rằng là cái hình ảnh của mình, cái thằng Sơn Đủ này so sánh lại với cái thằng Sơn Đủ cách đây vài năm, thậm chí là cái hồi mà mình mới làm YouTube đi, mới làm cái kênh Sơn Đủ này đi, thì nó có khác nhau quá nhiều hay không? Và các bạn khán giả của kênh Sơn Đủ, các bạn đã theo dõi mình từ bao giờ rồi? Và các bạn thích cái phiên bản Sơn Đủ nào nhất thì bình luận bên dưới cho mình biết nhá. Và mình quyết định lên trên chính kênh của mình. Đây, hôm nay mình sẽ không bú phim một YouTuber nào khác, mình không bú phim cái phim gì hết cả. Mình sẽ bú phim chính bản thân mình. Mình sẽ lên kênh đây, YouTube Sơn Đủ của mình. Đó. Thời điểm mình đang quay cái video này á là mình mới đăng cái video quái vật Skibidi Toilet lên. Đấy, 2 tiếng là được 42k view. Ok, chung mình cũng khá là ổn đúng không? Tại thời điểm lúc này thì mình đang có số người là người đăng ký là 1,49 triệu. Đấy, cũng sấp xỉ là 1,5 triệu rồi. Vâng. Đến bây giờ mà vẫn chỉ được 1,5 triệu, gần 1,5 triệu người đăng ký. Không biết bao giờ mới tới được 2 triệu sắp đây. Và nếu cho bạn nào mà không nhớ thì đây nè, cách đây 1 năm mình đã từng làm một cái livestream để chào mừng cái kỷ niệm mình được 1 triệu người đăng ký. Và hồi đó mình quá lười nên là mình livestream luôn. Đó. Mình livestream mình trả lời câu hỏi của các bạn khán giả. Và đây mình bấm thử xem nào, để xem là hồi đó là bao giờ. Cái hồi đấy là mùng 5 tháng 3 năm 2022, tức là 2 năm trước rồi. Qua 2 năm mình mới lên được có thêm 500.000 người đăng ký nữa. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy không? Lên đăng ký chậm như vậy thì lấy đâu ra mong mỏi là được nút này nút kia. Mình vẫn tự hào, vâng, tự hào là thằng YouTuber ở Việt Nam mà đến bây giờ không có cái nút nào hết. Đến bây giờ mình đã đăng được 1,1 nghìn video. Đây, cái này có tính cả đống video short này không đây? Chứ short là mình spam hơi nhiều nhá. Nếu mà không tính đống short này mà chỉ tính cái video rồi thôi á, cái số lượng video của mình, cái sự tồn tại, những cái thứ sản phẩm mà mình tạo ra ở trên cái cuối cõi đời này là cũng nhiều phết đấy các bạn ạ. Nếu mà các bạn không biết á thì mình bắt đầu làm kênh YouTube này từ ngày mùng 1 tháng 5 năm 2018, tức là cách đây là đâu đó là tầm 5 năm rưỡi. Đây mình về cho các bạn xem video cũ nhất của mình nha. Đấy, đây là nội dung chính này. Là nội dung chính của video ngày hôm nay. Khổ, mình sẽ xem những video cũ nhất của mình để xem là hồi xưa mình như thế nào. Đây thì cái hồi đầu tiên đây, hồi xưa cái thời mình mới làm kênh này á là mình không có làm những cái nội dung reaction hay là nội dung mà kiểu nói chuyện với khán giả đâu. Hồi đầu tiên mình làm nội dung về GTA 5, mình làm nội dung về Gmod, mình làm nội dung Glock, và mãi sau đó mình làm nội dung reaction. Đấy, giờ tất cả cũng đều g cả. Đâu, nhưng mà thì quái nào mà hồi xưa mình làm thumbnail này hả? Đầu chọc tha nốt liệu có thể được giải cứu? Là sao? Duma la la tha nốt bắt ép Elsa phải xúc cắt.
5 năm trước mà mình nghĩ cái gì thế này. Bấm thử vào cái đầu trong thang nốt nào. Đây, video đầu tiên của mình nhá, để xem là đầu tiên là mình muốn xem là cái kiểu video đó mình làm như nào. Bây giờ mình cũng quên rồi. Xem cái giọng của mình hồi đấy như nào nữa. Đâu xem nào. Ôi, 2 phút 15 này. Ui giời, mình xem bao giờ đây? Đây, từ từ. Cái giọng cười của mình có vẻ không khác mấy nhỉ. 5 năm sau trở lại, anh đã có 1,32 triệu người đăng ký. Chào anh em đến từ tương lai. 3 năm nữa anh sẽ trở thành huyền thoại. Legend has been born. Một huyền thoại được tái sinh. 2023 xem vẫn hài. Khởi đầu của huyền thoại Sơn Đụt. Ủa cái gì đấy? Các bạn nói là đây là giây phút huyền thoại sinh ra đâu. Để xem là giây phút huyền thoại sinh ra nhau nào. Để mình nghe thử xem nào. Cái huyền thoại này nó lác thế nhỉ? Đu xe không? Đu xe không? Vâng. 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 Giây phút huyền thoại được sinh ra vào 0 phút 00 và tiếng nói đầu tiên của kênh mình là tiếng của thằng em Zeroth, của thằng Úp Zeroth các bạn ạ, chứ không phải là không phải là giọng nói của mình. Tại sao hồi đấy mình nghĩ cái quần què thì mình lại để cho thằng này nó làm cái giọng mở đầu của kênh mình nhỉ? Không, không ơi. Thôi alo, thôi được rồi, trật tự. Trật tự để em giới thiệu vào. Được rồi, chắc con bé mình ăn trước luôn. Ừ, tớ bảo sự giới thiệu nào. Xin chào tất cả các bạn, mình là Mây Hạnh đây. Và chào các bạn đã đến với GTA Online. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có sự xuất hiện của đây. Bây giờ xe của mình đang bị Chani và Buron đang điều khiển, đang đâm chết thằng trẻ trâu vào. Vâng, cái giọng của mình hồi đấy sao nó cứ bị gì ta. Các bạn hồi đấy mình vẫn để tên là Mai Hách các bạn ạ. Ừ, và đúng cái này thì phải là những bạn nào mà xem mình từ đầu hồi xưa mới biết là hồi xưa là cái nickname của mình ở trên cái cộng đồng mạng này là Mai Hách, chứ không phải là Sơn Đù hay là Su Đờn. Đó, mình chơi hồi đấy mình chơi nội dung mà gì ta, chơi Liên Minh rồi làm nội dung là Boy One Cham Katarina. Ừ đó, nếu mà bạn nào mà có xem mình hồi đó hãy để lại một like cho video này nhá, và thậm chí là bình luận bên dưới luôn để xem rằng là liệu có ai mà còn theo dõi mình đến bây giờ không. Rồi đấy là một, và thứ hai là công nhận là cái hồi đấy mình đây cái này là mình video này mình chơi với tụi với thằng em team Oof này, đây là hồi xưa, còn bây giờ thì chúng nó là team sinh tố của mình rồi. Thì đúng là cái giọng hồi xưa của mình nghe nó cứ kiểu gọi là nó kiểu trẻ con ấy, 24 tuổi nhưng mà giọng nghe đúng trẻ con luôn ấy. Ờ, đâu giờ cho anh xem anh em bắt. Đây mới lần đầu tiên gặp anh em ở trong thế giới này, anh không biết anh em nào ở đâu, bu đâu, cả đâu. Ủa gì đây? Thằng này quần hentai à? Hả hả? Ui, quần hentai. Từ mình đến anh đang chỉnh hàng. Quần gì chấm bi này? À đủ. Quần này là quần skin của Minecraft của mình. Oh my god. Ok ok, được được. Ui, rồi tha thu đây người. Nội thất nên thơ chứ. Ui thơ thơ. Ui mình có làm thơ à? Gì đấy? Đi đây. Ờ, xem nhà cấp 4 nào. Đủ nhà cấp 4 mà bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất nên thơ chữ tình vậy. Ôi, hồi đấy mình lại thơ văn phết nhờ các bạn nhờ, đúng không? Với từ GTA 5 là cái này là đi cứu một cái thằng ở trong tù. Và hồi đấy các bạn biết sao? Hồi đấy á, mình không hiểu, bây giờ mình không nhớ là tại sao mình cứu thằng trong tù mà mình lại để cái tên video là đầu chọc Thanos. Hình như hồi đấy là do là đang nổi cái thằng Thanos, thành ra mình để luôn làm tựa đề để cho clickbait, để cho các bạn bấm vào cho nó dễ. Ở đây hình như hồi đấy như thế đó. Đoạn này là được phát nhiều nhất, để xem nào, có gì đây. Ủa vẫn còn, vẫn còn ạ. Và ai có chặt cơ bộ. Ôi, ok, ê, chúng ta xem lại mấy cái này vẫn tên hề nhá. Rồi. Các bạn ở đâu đây? Nếu mà bạn nào có chơi GTA 5 Online á, thì các bạn sẽ biết cái nhiệm vụ cứu thằng đầu chọc này. Và các bạn ạ, spoiler cho các bạn là đến bây giờ mấy thằng Team Up và cả mình vẫn chưa cứu được thằng đầu chọc nhá. Vẫn chưa thể nào làm được xong cái nhiệm vụ này luôn. Thế khó, đúng khó luôn. Đây là video đầu tiên của mình nhá, video này mình chưa có lộ mặt. Ừ đó, video mà mình lộ mặt ở trên kênh này á, nó là video nào nhỉ? Nó là video... nó là video Move or Die à? Chạy ngay đê, Sơn Đù MTP. Chạy ngay đê của Sơn Đù MTP. What? Vua đầu bếp Sơn Đùm. Ê thật sự, sao hồi đấy cái trí tưởng tượng, cái trí sáng tạo về làm thumbnail với cả làm tựa đề của mình đỉnh đấy nhỉ. Ơ sao nào Mic check mic check. Ôi, đây là cái mặt của tôi hả? Tôi mới thấy chỉnh cao đó. Không vào game đi mà lại còn nói cái gì nữa. Ê nhưng mà 5 năm trước mình đã
Rồi các bạn ạ, wow, tức là mình đã chào cái dù này gần 6 năm trời. Và nếu như số video là đúng, tức là một hơn 1.000 cái câu đù của mình rồi. Trời ơi. Wow. Xin chào các bạn, mình là Mike. Mình là Sơn Đù đây và ghê chưa? Đó, lúc đó chuyển tên thành Sơn Đù, hợp lý đấy, hợp lý đấy thằng em. Ờ đúng rồi, mình được gọi mình hồi đấy là thằng em mà đúng không? Ủa, nếu mình xem video mới nhất của mình thì mình nên gọi thằng mình hồi đó là thằng em hay thằng anh? Nó là em mình bởi vì nó thấp tuổi hơn mình. Nhưng mà nó là quá khứ của mình, là nó ở trước mình. Tức là nó là anh mình. Ủa rồi thằng này là anh mình. Rồi, nhưng mà nó là mình mà. Như vậy thì rốt cuộc là thằng này nó là anh mình, nó là em mình hay nó là mình? Đâu để mình xem cái thằng Sơn Đù như nào nào. Hôm nay mình đã có mặt, các bạn có thể thấy đúng là thật sự là có mặt luôn. Bởi vì hôm nay mình đã lại còn hề nó có mặt. Ok có mặt. À, làm video đầu tiên mình xuất hiện cái mặt của mình, chắc là một số bạn đã biết mặt của mình rồi. Thì đang ở trong phòng stream của Buron. Đấy các bạn Buron. Ồ các bạn biết sao không? Hồi đó có một cái đặc điểm là mình rất gầy đúng không? Tay gầy này. Không. Cái tay này là hồi xưa bé như thế rồi. Cái mặt béo này. Cái thời hồi cách đây mấy năm á là mình sẽ gầy hơn bây giờ. Bây giờ là béo hơn này. Đó không? Các bạn so sánh thử đi nào. Cái mặt mình này với cái mặt mà đang ở trong cái video đó. Kính vẫn là kính kiểu style vuông vuông này. À, không rồi miệng vẫn còn có một tí râu râu không cạo đi. Đấy. Hồi đấy là mình còn mặc mấy cái áo kiểu t-shirt mặc đẹp đẹp để mà lên quay, còn bây giờ thì toàn mặc áo quần áo ở nhà không à. Xem mình chơi cái gì đây. Mày nói năm nào mày không đi. Uầy, video đầu tiên lộ mặt và collab luôn với cả Matt với cả Chani ạ. Vai ạ. Đúng rồi, mày không đi là mày chết. Đấy. Ok. Đây. Yeah. Bu mua. Ê, đừng có mua. Hồi đấy quay mà không để mình quay mà mình không cho âm thanh của game lên, không có lồng nhạc. Cái này là có edit gì không đấy? Hình như không có edit cái gì luôn ạ, chỉ có cắt ghép và đăng lên thôi đó. Ảo ma thật chứ. Trời ơi, ai dạy mày để kiểu tóc này đây? Trời ơi, tóc chéo chéo như này. Ôi, ai dạy vậy? Trời ơi. Cái này được phát nhiều nhất này, đâu xem đoạn này đoạn gì đây? Highlight à? Mắc mày nhìn mày mập là mày đẩy được anh á. Mình là thằng mộng, mình là thằng này à? Mày này, ngu này. Ok là lấy mũ nào. Ồ, chỉ vậy thôi hả các bạn? Chỉ đơn giản là mình làm được một pha highlight là mình tiêu diệt được thằng Mắc là thế là xong hả? Video đấy mình thấy mình làm đâu có hay gì đâu ta. Kiểu nhạt nhạt á. Mà bây giờ là mà like này, ủa ơi, 6.9000 like. Ok, 69. Nice. Cái số like này là nó to hơn rất nhiều so với những cái số like của những cái video mới của mình luôn á. Dạo bây giờ làm sao mà mình đạt tới được cái con số like mà lên tầm 6-7.000 like như thế, đúng không? À, đây, series hồi đấy như là chôn bạn thân Mark. Vâng, chôn bạn thân, nó là bạn thân mình ừ. Bằng virus cốc, 3 triệu view, ui. Để xem mình hồi đấy mình chôn nó là cái gì nào, ui. Ghê không? Intro, ui, từ, intro thì ghê đấy. Đâu, lại nào, intro gì đây? Ôi cái nhà. Ôi ôi. Mày làm gì vậy? Lại tuần rồi mình chưa biết làm thế nào để chôn thằng Mark cả các bạn ạ. Mấy hôm nay các bạn không biết đâu, Mark mấy hôm nay nó chôn mình rất là nhiều luôn. Bây giờ mình chưa biết là chỗ nào chôn thằng Mark cả. Nó đang đi chơi ở ngoài đường rồi mà mình muốn là khi nó về mình sẽ chôn luôn. Mình không thể tin được là mình có thể quay cả một đoạn dài như này và cái camera nó không focus vào mặt mình. Mặt mình các bạn nhìn đi, nó mờ như là phim Nhật Bản vậy, còn bên còn phía sau lưng kia nó rõ chưa? Cú thật mạnh, mình chưa biết làm sao cả. Nào vẫn ta, mờ. Trước khi mà nó vẫn mờ cho các bạn xem qua là cái khúc phòng khách của mình, phòng khách của cái gaming house. Rồi, là khác như thế nào? Nó bừa vãi. Chỗ, thay đổi chỗ bàn ghế. cái gì đấy? Mày làm cho đúng cho rồi. Hồi trước thằng Mark nó ở trong phòng của nó để máy tính trong phòng. Và ghê đổ nhà căng không? Không cho ai vào hết. Bây giờ nó đã phải đem máy tính ra ngoài này để cho nó đã thuê một gọi là nó thuê nhân viên để nó edit video cho nó. Bây giờ nó phải để máy ngoài này cho người ta edit. Thế thì bây giờ coi mình sẽ chôn nó bằng cách mình sẽ hack máy tính của nó. Cái virus của máy của nó. Bây giờ mình sẽ virus cốc. Quảng cáo tham cái gì nữa đây. Một subscribe các bạn là người mới. Từ để mình nhớ lại xem nào. Cái 5 năm trước mình đã nói cái câu gì ở đây. Từ xem nào. Mình cần nhắc bài một tí cho mình nghe câu đầu một tí đi nào. Cái USB để chứa virus cài vào máy thằng Mark. Cái tay. Nhưng mà trước khi bắt đầu. Ok, rồi. Thử xem là liệu đúng mình là đúng như 5 năm trước mình nói không nha. Nhưng mà trước khi bắt đầu, các bạn hãy để lại cho video này một like, một subscribe đăng ký nếu bạn là người mới. Và đừng quên hãy bấm nút cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ Kênh Sơn Đù nhá. Và hãy bấm
và hãy bấm video này để làm sao cho video đạt được 1500 like và đừng quên bình luận ở bình luận bên dưới hashtag Team Sơn thật nhiều nhá. Để xem có đúng không nhá, xem đúng không nhá. Các bạn hãy nhớ để cho mình một like, một subscribe các bạn là người mới, và hãy nhớ nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Và cái video này được trên 1500 like. 1500 like. Sẽ là video tiếp theo. Cho thằng Mạng. Cho thằng Mạng biết tay mình. Các bạn hãy nhớ comment hashtag Team Sơn ở dưới phần bình luận nha, và hãy qua luôn kênh của thằng Mark. Qua kênh thằng Mark nữa. Comment Team Sơn để biết là sức mạnh của Team Sơn như thế nào. Phải qua cả kênh thằng Mark để bình luận nữa. Quên. Ê, nhưng mà chính là cái đoạn đầu mình nó cần đúng đúng không? Đúng không? Đoạn mà like subscribe đấy cũng cần đúng. Đấy, chung là cái gọi là nó là cái bài, cái kịch bản á, nó in sâu vào đầu mình rồi, nó không thể quên được, đúng không? Tập trung sao đây? Ok, quay copy virus. Nó không phải lấy từ phía. Đây rồi. Mình đã kiếm được cái bộ. Sao hồi đấy mình hề ta. Thề luôn ạ, cái hồi đấy mình hề vãi trưởng ấy. Cắm USB để vào. Mình sẽ cắm. Cho hết tất cả video máy nó, cho nó phải gọi là cài lại máy mới hết dữ liệu, cho nó biết tay. Rồi, bây giờ thì mèo lên thôi. Ôi, kiểu này hay quá bạn ơi. Rồi. Bây giờ các bạn có thích kiểu này không? Bây giờ mình làm lại từ 1-2 video kiểu này làm sao? Ôi, kinh quá, xịn đồng của MSI cơ mà. Mà các anh chị MSI mà thấy video này thì nhớ sponsor cho em nhé. Hồi đấy có xin tài trợ và đúng, sau đó đến bây giờ thì mình đã nhận được rất nhiều tài trợ của MSI rồi. Ôi, xin cảm ơn các anh chị ở MSI đã xem video này. Đấy, cái đấy các bạn thấy không? Nơi đâu? Ý, gợi ý là... Okay, password à? Ok. Ra vẻ nghĩ cách. Hiện mày, các bạn đợi mình tí nhá. Hiện ứng truyền cải ô cái gì đây? Em sao mà em tự hề vậy? Trời ơi! Sao mình hề? Oh my god, cái bệnh bài chống diễu hành bây giờ mình vẫn còn đập cái bài này luôn đấy các bạn. Mỗi khi gõ cửa là mình vẫn còn đập cái bài này. Ok. Ui. Tìm được tờ xem nào. Tay anh. Ủa sao nữa? Nó đâu thể nhớ. Rút ra. Rồi làm gì đây? Cảm nhận động. Thấy không? Đâu là làm gì là làm virus này là virus gì? Vào. Nó sẽ ra. Rẽ tóc máy nó luôn. Là virus dữ chưa? Trời ơi, là virus chưa? Chỉ đơn giản là tạo một cái file chạy được cái comment block. À chẳng không phải comment block, comment block trong Minecraft. Chỉ là chạy một cái file ở trong cái CMD, cái command của máy tính, là bấm vào là nó tự đặt lệnh tắt máy. Có cái gì đâu mà virus hả bố? Từ giờ rồi. Rồi, copy hết rồi đã. Ê, nhưng mà từ. Mình bây giờ mình làm mặt thằng lâu quá hơn. Để à, quyền Tết. Virus cốc. Trời mẹ. Đây, mày mày nó chết luôn. Ôi, thằng Bảo. Ui, thằng Bảo hồi đấy nó béo vai. Vâng, hay có phim tầm bậy. Bây giờ thằng Bảo nó gầy lắm rồi các bạn ạ. Nó đi tập gym thứ nó gầy lắm rồi chứ không phải như mình đâu. Mà tìm à. Mình đúng rồi. Và thân thờ đây. Rồi, thằng này cũng gầy. Chơi đây. Vâng, mà hồi đấy nếu bạn nào mà có xem video này rồi á, mà các bạn nghĩ là cái này là thằng Mark nó đang reaction cái cảm giác nó thật á, thì rất xin lỗi các bạn, đây là diễn hết nhá. Hồi đấy có diễn thôi chứ làm thế này thì có trô điều này đâu. Nói chung là mình thực sự bây giờ mình nghĩ rằng các bạn, nếu các bạn lớn rồi các bạn sẽ hiểu đây là diễn đúng không, làm sao mà thật được. Gì ấy mình cười cái gì đây. Ghê. Đâu cái gì? Ủa anh đâu biết gì đâu. Bắt nó từ từ mà sai biết được. Em dính virus rồi, em lại chắc em xem cái gì đúng không? Em bị bạ trên mạng đúng không? Rồi em thế nào? Ai rồi? Đúng rồi. Bắt cử mình được. Comment để chứng minh sự tính cách. Ai, trời ơi, vâng. Khi tôi 20 mấy tuổi, tôi giống như là một thằng cấp 2, cấp 3, mười mấy tuổi vậy. Thì hiển nhiên là lúc năm nay tôi 30 tuổi, tôi phải giống một ông 22, 22 mấy tuổi chứ đúng không? Đó, nên là không sao cả, mình vẫn còn rất trẻ nha. Rất trẻ. Em phải công nhận là một điều là cái hồi xưa là mình làm video đúng vui luôn ấy. Bởi vì cái vui hồi đấy á là nó như nào nhỉ?
mình cảm giác như là cái hồi xưa mình làm video á, là mình gần như mình không biết là cái gì là có view, cái gì là không có view. Mình làm, mình chỉ làm vì đúng là những cái nội dung này đó, là mình làm vì mình thích thôi. Những cái game mà rất là kiểu như không ai chơi á, mình đi chơi. Ok, đây, rồi, thậm chí đây, ok, yeah, Sơn Đù chỉ một lần thử vượt qua Geometry Dash, đây rồi. Một cũng là một cái huyền thoại của mình hồi xưa. Bắt đầu mình bắt đầu chuyển qua nội dung, mình không làm mấy cái vlog troll nữa. Mình chủ qua mình ngồi máy, mình làm reaction thôi. Nhưng mà là lúc này mình nghĩ rằng là cái kênh của mình đi lên hẳn này. Là từ cái thời... cái gì đấy, ok, nền là cái giường và một đống giấy vệ sinh. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Sơn Đủ. Và tai nghe đấy, các bạn thấy không, vẫn là cái tai nghe này không đấy, có một điểm mà đến bây giờ vẫn không khác biệt, qua bao nhiêu năm trời rồi vẫn là một cái tai nghe này, mình không đổi tai nghe nha các bạn. Đó, mặt mình thì có thay đổi nhưng tai nghe thì không có đổi. Mình là Sơn đây. Như ở video trước mình đã làm về bóc, vâng, video trước xong rồi mình chỉ ở đâu nữa, không hiện ra thumbnail luôn, thế mà chỉ như này ở đó. Hồi đấy các bạn nghe giọng mình như này này, độ hay là về giao mình độ thì thấy là các bạn có vẻ khá thích thú những cái video đó, cái giọng này của mình là do là nó thu bằng cái tai nghe này đó, thu mic tai nghe chứ không phải là mình bây giờ là có mic xịn đâu, mic xịn là mười mấy hai mấy triệu thì giọng nó khác. Còn giọng hồi xưa thì đấy, vừa là do cái mic tai nghe mà cũng vừa là do là hồi xưa giọng mình nó bị kiểu mình vào trong miền Nam ấy, xong bắt đầu là một phần là nó góp với cả cái giọng của mình hồi xưa, nói nhanh cộng với nói lắp cộng với nói vấp cộng với nói dính chữ, cho nên là nó ra cái giọng của mình như hồi đấy, là nó nghe nó rất là kiểu mình cảm giác là giọng mình nó hơi chói ấy. Hồi đấy mình chả thấy có gì vấn đề luôn, bây giờ nghe lại thấy nó đúng là đần độn luôn ấy. Kiểu gọi là chủ đề gọi là kiểu khoa học hay là kiểu vật lý quá. Dầu gội rồi bông ngoài tai. Kênh này có intro chất lượng quá. Ok, bây giờ kênh bạn. Đó, đây. Nói chung là từ những cái thời đầu đây, làm reaction 1700 bình luận luôn hả? Wow, ok. Ấy thật sự công nhận ạ, cái thời hồi xưa, cái thời mới làm view cao vãi, nhiều bình luận vãi. Bây giờ thì cảm giác như là đúng là mình xuống rồi không? Kiểu giờ là một phần là cái mình cũng sợ, mình cũng không theo kịp cái meta, cái trend của thế giới trẻ bây giờ. Thế giới trẻ cũng chạy qua xem TikTok nhiều ấy, nên là bây giờ với cả YouTube thì lại xem short. Hồi xưa thì ok này, những cái series mình nghĩ rằng có thể các bạn đã từng xem rồi, anime logic này đó, gian lận thi cử bá đạo này, giao nghìn độ là chắc là phải có này đúng không đó, 3 triệu lượt xem, ây da, rồi máy nghiền này, đó, sợ lỗ này, rồi bí ẩn đáng sợ ẩn trong bức hình, rồi ôi nhìn quả thumbnail như này mà không bấm vào đi thì tại sao không bấm vào đúng không, rồi ôi 5 năm trước đã reaction anh NTN. Riêng bú phim anh NTN thì mình vẫn bú đều. Và đây là video mà mình nghĩ rằng là chắc chắn các bạn đã từng xem một lần. Đừng nói chuyện với Google dịch 7,5 triệu view. Đây là video nhiều lượt xem nhất trên kênh của mình. Và các bạn biết không, khi mình làm cái video này cái đây 5 năm á, cái thời điểm mà mình làm nó, trong đầu mình nghĩ chắc chắn đây sẽ là video có cao view. Chỉ một lần duy nhất như vậy, nó là cái video cao view nhất trên kênh của mình từ trong lịch sử luôn. Thứ 7 cùng Sơn Đồ. Đó. Series mà mình nói chuyện cùng với các bạn khán giả thông qua fanpage Facebook cá nhân. Đó. Mình nói ra thì series này cũng khá là lâu rồi, mình cũng chưa có làm thêm tập nào nữa. Thì đó là đấy, để dẫn ra một điều là gì? Nếu các bạn mà đang xem đến đoạn này á, thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ là fan rất cứng của mình rồi. Nếu các bạn đã bình luận chung một series mình rồi á, thì các bạn có thể bình luận tiếp ở bên dưới. Các bạn có thể đặt câu hỏi cho mình. Và có thể là nếu mà số lượng câu hỏi đủ á, thì thứ 7 tuần này mình sẽ quay trở lại với chương trình thứ 7 cùng Sơn Đủ để mình trả lời tin nhắn của các bạn khán giả ở trên YouTube. Và chắc là đồng thời là mình cũng sẽ có một cái bài đăng trên tab cộng đồng để kêu gọi các bạn hỏi câu hỏi mình. Đó, đặt câu hỏi cho mình để hôm đấy mình còn có cái nội dung để mình làm chứ. Đó nhá. Có quá nhiều những cái gọi là kỷ niệm ở đây các bạn ơi. Đến 3 năm sau nữa chúng ta tới ở những căn phòng thú vị bạn phải ở, chính là căn phòng này. 3 năm rồi các bạn nhá. 3 năm ở trong cái phông nền này rồi. Đã có quá nhiều thứ thay đổi. Để bấm vào cái nào để xem video đầu tiên của mình ở trong cái căn phòng này, để xem là trông nó trông như thế nào nào. Chào các bạn. Chào mừng các bạn với kênh YouTube Sơn Đủ. Mình là Sơn đây. Và ngày hôm nay đây là cái video đầu tiên mà mình được quay ở trong cái phòng mới này của mình. Chúc mừng các bạn, đây là màn hình của căn phòng mình đang ở thời đầu tiên. Và đây là nó. Ok, vẫn là cái ghế kia. Đây, vẫn là mình đây, đúng không? Vẫn như thế. Nhưng mà phòng nền nó rất là khác rồi. TV cũng là TV khác rồi. 1 tỷ thứ nữa, đó. Bày fix G rồi à. Có gối bông các kiểu không? Có cái quả đàn piano này là mới này không? Và sau ngày này thì tất cả là lịch sử đó, dẫn đến ngày hôm nay của mình. Nói lòng hoang tới giờ thì cũng là mình nhìn check lại thấy là mình quay video này quay suộc cũng tận hơn 40 phút rồi. Thì không biết là em edit em ấy sẽ cắt xuống còn bao nhiêu phút đây. Đấy. Thì thôi, nhưng mà chắc là cắt bao nhiêu phút thì cũng là đã là quá dài rồi. Đấy, mình thì
nhưng mà mình cũng hơi lan man đấy. Tự dưng vào vì video này mình cũng không chuẩn bị kịch bản gì hết, mình bật lên xong rồi mình freestyle đây, mình chém gió theo cái cảm xúc của mình hiện ra như thế nào thì mình sẽ nói như thế thôi. Cũng là một cái thú vị khi mà lâu lắm rồi mình mới làm một cái video theo kiểu như thế này. Nhưng mà đúng thật sự một điều là nhìn về quá khứ 5 năm trước đến giờ thì mình cảm thấy là tuy tuổi mình có tăng nhưng mà mình nghĩ là cái chất rồi cái cách của mình nó vẫn ở đó, nó vẫn có không thay đổi quá nhiều. Đấy, cái thằng Sơn Đù mà các bạn quen từ cách đây 5 năm hay là 4 năm hay 3 năm trước thì đến bây giờ thì nó vẫn là như vậy. Và mình rất hy vọng rằng là mình vẫn có thể tồn tại, mình có thể tiếp tục làm việc ở trên cái YouTube này tiếp tục thêm nhiều năm nữa để có thể cho các bạn, thậm chí các bạn không được thì em của các bạn hoặc là con của các bạn có thể xem mình, có thể xem một cái nguồn video giải trí lành mạnh, thú vị, bổ ích ở trên cái YouTube này. Đấy, không đổi đâu nhá. Ê, bạn nhìn đi, này cái avatar với cái thăm với cái cả cái cover của kênh YouTube này. Bố bạn nào biết là mình để cái này từ bao giờ đấy? À thôi, chắc cũng không phải đố đâu. Đây này, nhìn cái cover này có số 2021 này. Mình để đến bây giờ á là 2022, 2022, 2023, 2024 để 3 năm trời ở đây các bạn ạ. Và bây giờ cũng sắp Tết này, đó, khỏi phải đổi avatar luôn đấy, để nguyên đây thôi. Chắc là cùng lắm là lên Photoshop sửa số 1 này thành số 4. Ừ, thêm một cái gạch nữa là cũng là thành số 4 thôi. Rồi, rất hy vọng rằng là những bạn khán giả, những bạn người xem kênh Sơn Đủ của mình, những bạn theo luôn theo dõi và vẫn luôn yêu quý mình á, thì các bạn hãy, mình rất cảm ơn các bạn. Và mình mong rằng là trong tương lai các bạn vẫn sẽ tiếp tục là ủng hộ mình. Nãy mình nói là mình không thay đổi bản thân nhiều lắm đâu, nhưng mà vẫn sẽ có một những nội dung mới nha các bạn nhá. Mình sẽ cố gắng không chỉ để cho cái kênh này chỉ là mới kênh mà một ông già U40 ngồi xem mấy cái phim tài tinh ở trên mạng, mà mình sẽ có những cái nội dung của bản thân mình chứ. Ừ, đúng. Và hứa hẹn là trong năm nay sẽ có những nội dung mà mình chưa bao giờ làm, mình chưa từng làm bao giờ. Đấy, và sẽ cực kỳ đặc biệt. Mình đang lên kế hoạch và mình đang trong quá trình triển khai rồi. Mình sẽ không nói trước, nói trước bước hôm qua mà đấy, mình chỉ tiết lộ nhỏ nhỏ cho các bạn như thế thôi. Thì các bạn hãy đón chờ nhá, ở trong thời gian sắp tới sẽ có những điều cực kỳ thú vị đang đón chờ các bạn ở trên kênh YouTube Sơn Đù ở đấy. Nên là hãy tiếp tục ủng hộ mình nhá. Rồi, ok, thì video của mình đã siêu dài luôn. Thì nếu mà thứ bảy tuần này mà mình có đủ câu hỏi để mình làm một video thứ bảy cùng Sơn Đù ấy thì mình sẽ để lên đây đó, để cho các bạn có thể bấm vào để qua bên đó xem luôn nhá. Còn nếu mà mình flop quá ấy thì video này sẽ là một video mà YouTube nghĩ rằng bạn nên xem ở kênh mình. Đấy, bấm vào đi nha các bạn nhá. Rồi, mình sẽ gặp lại các bạn ở bên video này nha.